ơn. Đáng ơn. Lần đầu đi bảo vệ CU. À, nhạc cháy nhờ. Châu đây. Ồ. Dạo level 28, chú ý kẻ địch đang cấp và thay đổi đội hình. Phòng tuyến kế tiếp. Tầng 2. Điện. Chả có cái điện. Có cái gì đây? À, chắc vẫn sẽ là team này thôi. Nay đang tích cực stream quá. Eo, nay sở stream 2 tiếng rồi, từ 9 giờ đến 11 giờ. Tại mình đang đi CU đó. Tại nó bánh cuốn. Wow, ôi một phát kích được luôn nè. Mày hết rồi, mày hết rồi. Mày hết rồi. Chị 11 lên đồ. Chết mấy con đánh từ xa nhé. Còn chả nhìn thấy nó mà né. Con này kích hoạt được liên kích 2 này. Ui nhiều thế. Roger.
Ý... E dùm đi. Ôi dồi ôi. Trời đất ạ. May quá vẫn được hạt S. Ôi nó tổng cộng nó có bao nhiêu tầng vậy? Mọi người ơi nó có bao nhiêu tầng vậy? Đây biết là M tầng 3 hình như 8 tầng hay sao? Ether. Trong tim không có một con Ether nào. Need something? My services are expensive. Đã không có băng, không có ether, có mỗi lửa thôi, vật lý cũng không luôn. Rồi sao mà đánh? Với lại đánh mấy con robot này thì nên dùng con sốc điện. Nhưng mà mình không có sốc điện. Đấy, 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 nó cắn trộm mình ấy. Mày ơi. Ôi. Hết chưa vậy? Chưa hả?
má mấy khứa này nó cắn mình ấy. Đáng nhất phải đập mấy đứa này trước này. Liệu đây có được coi là game nhẹ hơn cay không? Không biết nữa. Tầng mấy rồi? Tầng 4. À, có đam hỏa được mạnh. Chết. Có đam hỏa rồi. Năm mà thì chúng ta sẽ cầm team nào được? Ben. Ok, chơi Ben đi. Ngoẹo 3 giết xong dở qua Hiba bị quên gì? Quên cách đánh mất. Còn lâu mới quên, nó ăn sâu vào xương rồi. Ăn sâu vào máu rồi, không bao giờ quên được. Gì á? Ơ cái con này nhờ. Mấy con này
mày hả buổi mày lên chứ. Vãi cả linh hồn. Trời ơi, được A thôi, cái lồng má.